Xin chào các bạn đến với lại channel HDA của tụi mình. Thì hôm nay tụi mình sẽ làm clip unbox của lúc hai sản phẩm, đó là Premium Bucks 2020 và Dark Builder Secret Slayer. Thì đầu tiên mình sẽ review về Premium Bucks 2020. Thì Premium Bucks 2020 thì sẽ có 10 bucks, và chủ yếu ở đây chúng ta sẽ kia thế chủ yếu xem để kiếm secret hay extra secret trong hộp này. Nếu mà extra secret là bao lời. Ok, extra secret là auto 1 triệu. Nhưng mà còn secret thì chúng ta xui ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu unbox Premium Bucks 2020. Ok. Bắt đầu ha. Này để nhạc ra xíu. Này để qua đây xíu. Ok. Thì cái Premium Bucks 2020 này chủ yếu là để kiếm con Pockery đúng không? Altergai Pockery. Pockery với lại con boss Altergai Link 4 cũng ra trong set này. Đó, thì ở đây chúng ta sẽ có 10 bucks. Chúng ta sẽ có 10 bucks ha. Và bây giờ mình sẽ anh bắt con một. Một bắt này sẽ có 4 kẹt. Và hình như là tất cả các kẹt thì đều có thể có foil common và UK luôn. Và cái kẹt đầu tiên của mình là chúng ta có UK đầu tiên. UK đầu tiên là một con gì đó. Blend. Đây là một Rose Monster. Khá chắc là Rose Monster. Rồi ok. Ta sẽ tiếp tục với bắt tiếp theo. Đây là cá mập này. Lại Pendulum. Pendulum. Và như các bạn có thấy, có thể là sẽ vừa có common và vừa có sức hai con cặp khác nhau. Cặp để chúng ta chơi đắt cá mập. Ok. Cá mập mùa trắng kép. Pockery common. Mặc dù là common thôi. Common mà... thôi, Ucha thì ngon hơn, Ucha thì xịn hơn. Tất nhiên, thôi chúng ta cũng thích hơn. Con bot foil Ucha luôn. Bot, vậy là hình cái bot này có thể bắt Altergai, có thể gọi là bắt Altergai. Hình như là một con bot này cũng 800 yên hay sao á, 480 yên. Nghe đồn là mày chơi Altergai. Tao chơi Dragon Link. Dragon Link mà chơi cái gì đó, mày kiếm cái gì đó. Kiếm Altergai, build deck phụ chơi vui quá. Alien này và lại là một con cá mập. Cái này là phiên bản còn lại của con cá mập đó. Vậy là có một cặp cá mập. Chúng ta sẽ vừa có common và vừa có Ucha. Một cặp cá mập. Rồi. Chưa thấy secret. Làm chưa có secret mà. Chưa thấy 20 secret. Ê lộn, extra secret. 20 secret về quá khứ rồi ba. Ok. Chỉ có những người mua như mày với cây thôi. Im. Lại cá mập, quá nhiều cá mập trong một box các bạn ạ. Cái bèo gì đó không biết. Bèo gì đó của Pendulum hả? Chắc vậy. Ok. Cũng khá là đẹp. Rất là gì rồi này nọ. Cái hộp này nhiều nước quá ta. Hộp này đang có nước nhiều mà, đang có búp cho một cá bập nữa. Tôi gặp này hoài luôn á. Ê, secret à. Cháp secret. Cái cháp secret. Cháp secret này hình như là 650 yên là 130 ngàn à. Rồi. Không có mắc lắm. Chá thì có lẽ là nếu là đã là secret rồi thì mình sẽ không có cháp secret đâu. Thì nhưng mà chúng ta sẽ lại có Green Tape. Mercury. Và Goblin. Vậy là chúng ta có hai Kuguri trong thêm con nữa là đủ build đó. Thêm con nữa. Có Ucha nha, đừng chơi common. Đoán xem. Ý màu xanh. Ở không. Monster. Lại nước quá nhiều. Mẹ, bắt này gọi là chúng ta xung quanh anh toàn là nước đây. Bọn này, con này hình như cũng Altergai nè. Altergai mới à. Nguyên cặp cá mập. Quá nhiều. Muốn có bao nhiêu cá mập có bấy nhiêu. Rồi. Này thì bắt ra rồi. Thì chúng ta đã thấy đều có con boss là có vẻ ngon ngon. Còn lại chúng ta khá là khá toan. Chép. 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 Rồi, như các bạn thấy hộp này chúng ta chỉ có 10 kẹt rất nhiều cá mập với lại và một vài kẹt hai mấy con Pockery xài được thôi. Còn lại thì không ngon lắm. Chủ yếu là nước nhưng thôi. Nhưng mà cơ bản thì bóc để cho các bạn biết là cái bóc này như thế nào. Đảm bảo sẽ có một secret trong bóc này. Sẽ có một secret nhưng mà không đảm bảo là extra secret.
Thì sản phẩm này đang được bán tại Dayrim, thì nếu mà có nhu cầu thì các bạn có thể mua tại Dayrim nha. Các bạn có thể liên lạc tại, theo tình hình hiện tại thì chúng ta sẽ được nhận ship tận giường. Đúng, chứ là bây giờ là không có mua bán gì được trên Dayrim rồi. Vậy là rồi, xong một box. Và bây giờ sản phẩm chính của ngày hôm nay chúng ta sẽ là Dark Builder Secret Slayer. Thì mục tiêu của chúng ta trong deck này sẽ chính là Elix. Như các bạn có thể thấy trên này nó có hình ba con quái tượng trưng cho ba dòng kẹt chính của deck này. Bóc ra Elix là bóc ra thành phố vàng là bao có tiền. Bóc ra waifu thì cũng có tiền, nhưng mà bóc ra bọn đá đập đá này thì cặp đá mà ăn. No hope. Thì cặp đá mà ăn. Rồi ok. Chúng ta sẽ có 15 bát và giờ mình sẽ bắt đầu unbox. Mỗi bát là có 5 kẹt. Bây giờ mình sẽ bắt đầu unbox bóc này cho ha. Nói chung là ra một cái bọn của Elix thì hình như là thấp nhất cũng là 50k. Đang meta mà. Gần meta, sắp meta, mém meta. Đang trong thời điểm giao mùa nên chúng ta cũng chưa nói được. Có nói được điều gì. Rồi 15 bắt. Rồi như các bạn thấy tập trung của mình chỉ là quay khu thôi. Rồi bắt đầu tiên. Mới đầu tiên là chúng ta đã thấy đập đá rồi. Một thanh niên đập đá. Waifu, Snow Princess. Lại waifu. Và quá nhiều. Chứa. Synchro thôi, Synchro đập đá rồi. Đập khỏi thanh chiều. Các bạn ơi. Pha gì vậy? Này chỉ super nè. Super thì đưa cho camera gần cam để thấy mọi người thấy cái phôi. Super của chúng ta vẫn chưa có gì mới sau cái đợt update tầm lát mới. Quỳ xuống 1000, quỳ xuống lại anh cho em xin ra một kẹt. Lại Snow Spinset. Hôm nay nhiều gái gú không. Này stop rebuild lại cho các bạn mặc dù là giờ trả ai xài. Ôi lại đập đá thôi, đập đá shatter foil. Shatter foil, tất cả các foil common của chúng ta đều có thể có shatter foil nha các bạn. Rồi đây là một đập đá nữa, waifu nữa, waifu nữa, rebuild. Block Dragon. Và thôi xong. Lại Shadow Foil. Bọn này là kẹt của Elix. Shadow Foil sẽ mắc hơn Common khoảng 3 lần tí. Cho nó chiếu chiếu vậy thôi các bạn. Như cũng chả có Foil. Đá này rồi, cái Shadow Foil này bên Nhật nó gọi là Normal Parallel luôn. Nhưng mà Shatter nữa. Okay. Shatter Foil là tên TCG. Rồi. Thế bắt nào cũng sắp được thôi. Đây là cháp mới, cháp của Elix. Cháp của Elix. Để chơi chung với Elix. Vậy thì tính ra là bọn này cũng không lỗ lắm. Nhưng mà cái ông Super ra đập đá thì hơi cay. Đá. Và bị Cyclone. Này là Elix đúng không ta? Elix. Và rồi đá rồi, nhìn lại đá rồi. Và đá xích địch nữa. Đá xích địch. Chúng tôi mong đá xích địch nhưng không phải đá này. Ai quá khổ. Ta thấy cứ thấy trình tự cứ mới vô là thấy ít lít xong đi, cuối cùng là chúng ta lại đập đá. Không sao, bây giờ mình vẫn còn gỡ gạt được bởi những cái con gì ít lít kia mà. Là vẫn còn ít lít hình như có ít lít kia có super rồi vậy. Ra khu luôn nằm ở giữa ha. Đúng rồi. Vậy thì cuối cùng là cái chám ít lít. Cái ít lít. Bọn Elix này lấy cái ý tưởng từ cái thành phố vàng. Nên vậy là các monster của Elix là thường là có cái màu vàng trên người. Nhưng mà thành phố đó thì không có sự sống nên tất cả các hệ của nó đều là zombie hết. Còn đá Snow Princess. Bọn Snow Princess thì lấy ý tưởng thì chắc ai cũng biết rồi. Cũng là Loli với lại Vincent. No hope. Xin lỗi, không có gì hết. Báo động nhầm. Đó là nước và cây. Ta có con này Sato không thấy luôn. À đây, thấy rồi, thấy Sato. Không có thấy rõ. Thấy xíu. Nên vậy ta mới không có thích cái foil này. Bởi vì đơn giản nó chả khác gì foil bình thường. Khi chúng ta bỏ vào sleeve thì hầu như không thể nhìn thấy luôn. Ừ. Lại là Snow Vincent. Ồ, lại cháp Elix này. Cái cháp này có phải có tiền này. Zombie. Rebuild và đập đá. Again. Toàn foil đập đá các bạn ơi. Chết mẹ. Đây là một con đập đá super. Tối nay về đập đá quá. Đập đầu vào đá.
thì bọn này thật sự là mình cũng không biết gì nhiều về bọn nó để mà review cho các bạn, nhưng mà cơ bản thì bóc là vui rồi. Có bóc là vui rồi, bóc là vui rồi. Vì một số lý do nên vậy hôm nay đáng lý bọn mình quay Dinh Đi Lắc. Ban đầu là dự định là quay Dinh Đi Dream, nhưng mà cuối cùng là Dinh Đi Dream không ấy được, thế là đá tiếp. Đúng nghĩa là cái hộp này là hộp đá rồi các bạn ơi. Đây Dream không có mở cửa, thế là mình lên Relax thì Relax kêu là dạo này dịch quá nên vậy cũng sẽ không mở bán mà chỉ mua bán mua mang về thôi. Thế là bọn mình phải lết qua đây. Rất nhiều waifu nằm ở giữa nhưng Chặt cuối cùng. Chặt Elite Super Elite đúng rồi. Cao tay chát của bọn Elite. Cái chơi 1 mà đúng không ta? Không rồi, hình như là sạch được nên vậy chơi 1 hay sao? 1 hoặc 2 thôi. Tại nhớ là bọn Elite là cái con này sạch con kia, sạch được hết á. Nó tua ốc với nhau khá tốt. Nên là sẽ đánh theo kiểu anti, control chậm chậm. Rất là phù hợp trước khi chúng ta chuyển qua Master Room mới. Qua Master Room mới thì có thể là hình xui. Không thì sang tầng là cũng đã qua Master Room mới, 2 tuần đi chứ hả? Ý là theo Meta Report hiện tại thì chúng ta mới chỉ theo chúng ta vẫn chưa có theo Master Room mới. Thì từ ngày 1 tháng 4 là áp dụng Master Room mới rồi. Thì chúng ta sẽ chờ đợi cho đến Master Room mới để xem hiệu quả trong Master Room mới như thế nào. Nhiều đá quá. Nói chung là này đập đá và nhìn gái. Ucha là một con Snow Princess. Vậy là một Citrus, một Ucha và chúng ta có hai Super, ba Super rồi các bạn. Hình ra nhớ là hình như chỉ còn một foil duy nhất nữa thôi. Hình như là còn một Super nữa. Nói chung là Citrus là chỉ ra một thôi, một box chỉ có một Citrus thôi. Chắc phải còn một Ucha ấy nhỉ. Thế nào Ucha ít gì được. Rồi đá rồi. Đủ đá luôn, đủ. Đủ ba con đá luôn, ba con đá. Thôi gió build. Lửa nước. Thôi chắc build đất đá chơi các bạn ơi. Nhìn có vẻ là đủ đất đá để chơi. Ý là nếu mà không kể Needle Fiber à, đủ play set. Chỉ có 30.000. Đủ play set. Nè, sạch chơi, xài 3. Và gì đó. Shutterfoil đúng không? Shutterfoil. Đúng là rồi. Bắt cuối hả? Bắt cuối cùng, chúng ta sẽ review bắt cuối cùng. Ok. Và như thường lệ chúng ta sẽ là đá. Lại đá. Waifu. Zombie và cái Jab Super của bọn Elite. Vậy thì bóc này của bọn mình bóc để ra là Super là một Ucha, một Secret nè. Super là có 3 cái, 5 cái. 5 Super là 5 Super. 5 Super, một Ucha, một Secret. Hình như số lượng Super là nó không đảm bảo nha. Thì đó là cái rating của cái box BBSS này. Các bạn có thể tham khảo thêm nhiều video hơn ở trên kênh YouTube của tụi mình. Cảm ơn các bạn. Nếu mà thấy hay thì like và subscribe và nhấn cái chuông thì mọi người nhé. Cảm ơn các bạn.